Chào mừng các em đến với kênh Học Toán Online. Trong video này, chúng ta tiếp tục giải các bài tập trong sách và bài tập của môn toán lớp 4. Các em mở sách và bài tập của môn toán lớp 4, bài 63, nhân với số có 3 chữ số, phần tiếp theo. Đầu tiên, chúng ta làm bài tập số 1, đặt tính rồi tính. Phép tính thứ nhất là 235 nhân với 503, kết quả bằng bao nhiêu? Thì để thực hiện phép nhân này, đầu tiên chúng ta cũng cần phải đặt tính. Sau khi đặt tính xong, chúng ta sẽ thực hiện phép nhân như sau. Đầu tiên, chúng ta lấy chữ số ở hàng đơn vị của thừa số phía dưới, và cụ thể ở đây là 3. Chúng ta nhân lần lượt với các chữ số của thừa số phía trên. Chúng ta cũng nhân lần lượt các chữ số của thừa số phía trên theo thứ tự từ phải sang trái. Đầu tiên ta lấy 3 nhân với 5, sau đó 3 nhân với 3, và tiếp tục ta lấy 3 nhân với 2. Thì đầu tiên 3 nhân 5 bằng 15. Chúng ta viết 5 nhân 1. Tiếp theo 3 nhân 3 bằng 9, nhân 1 nữa là 9 cộng 1 bằng 10. Chúng ta viết 0 nhân 1. Tiếp tục ta có 3 nhân 2 bằng 6. Nhân 1 nữa là 6 cộng 1 bằng 7. Chúng ta viết 7. Tiếp theo chúng ta sẽ lấy chữ số thứ hai từ phải sang trái của thừa số phía dưới, và cụ thể ở đây là chữ số ở hàng chục là 0. Ta cũng lấy 0 nhân lần lượt với các chữ số của thừa số ở phía trên. Chúng ta cũng nhân lần lượt theo thứ tự từ phải sang trái. Đầu tiên là 0 nhân với 5, sau đó là 0 nhân với 3, và cuối cùng là 0 nhân với 2. Nhưng chúng ta chú ý rằng khi 0 nhân với bất kỳ một số nào thì kết quả của nó cũng bằng 0. Do đó chúng ta sẽ bỏ qua tích riêng thứ hai, chúng ta sẽ xử lý sau và chúng ta thực hiện tiếp việc nhân chữ số còn lại của thừa số ở phía dưới, và cụ thể ở đây là 5. Chúng ta sẽ lấy 5 nhân lần lượt với các chữ số của thừa số ở phía trên. Chúng ta cũng nhân lần lượt theo thứ tự từ phải sang trái. Bắt đầu là 5 nhân với 5, sau đó 5 nhân với 3, và cuối cùng là 5 nhân với 2. Thì đầu tiên 5 nhân 5 bằng 25. Chúng ta viết 5 nhớ 2. Nhưng lưu ý một điều rằng chúng ta viết 5 lùi vào hai cột so với tích riêng thứ nhất. Tại sao lại lùi vào hai cột? Bởi vì chúng ta đã bỏ qua tích riêng thứ hai. Và tôi sẽ giải thích điều này như sau. Nếu chúng ta không bỏ qua tích riêng thứ hai, tức là chúng ta lấy 0 nhân với 5, sau đó lấy 0 nhân với 3 và 0 nhân với 2, thì chúng ta sẽ có kết quả như sau. 0 nhân với 5 bằng 0, chúng ta sẽ viết 0. Nhưng chúng ta viết 0 lùi vào một cột so với tích riêng thứ nhất. Tiếp tục, chúng ta có 0 nhân với 3 bằng 0, chúng ta cũng viết 0. Tiếp tục, ta có 0 nhân 2 bằng 0, chúng ta cũng viết 0. Như vậy, khi thực hiện tích riêng thứ hai xong, chúng ta tiếp tục thực hiện việc nhân chữ số còn lại của thừa số phía dưới, tức là chữ số ở hàng trăm của thừa số phía dưới, và cụ thể ở đây là 5. Chúng ta lấy 5 nhân lần lượt các chữ số của thừa số phía trên. Chúng ta cũng nhân lần lượt theo thứ tự từ phải sang trái. Đầu tiên là 5 nhân 5 bằng 25. Chúng ta viết 5 nhớ 2. Nhưng khi viết 5, chúng ta phải viết lùi vào một cột so với tích riêng thứ hai. Thì như vậy, khi mà chúng ta bỏ qua tích riêng thứ hai, thì có phải là chữ số 5 này chúng ta sẽ viết lùi vào hai cột so với tích riêng thứ nhất. Do đó 5 nhân 5 bằng 25, viết 5 nhớ 2. 5 nhân 3 bằng 15, nhớ 2 nữa là 15 cộng 2 bằng 17. Chúng ta viết 7 nhớ 1. Tiếp tục, ta có 5 nhân 2 bằng 10, nhớ 1 nữa là 10 cộng 1 bằng 11. Chúng ta viết 11. Và bây giờ việc còn lại của chúng ta là sẽ cộng hai kết quả trên lại với nhau. Đầu tiên chúng ta sẽ hạ chữ số 5 xuống. Tiếp theo chúng ta cũng hạ chữ số 0 xuống.
Tiếp tục, ta lấy 7 cộng với 5 bằng 12. Chúng ta viết 2 nhân 1. Tiếp theo ta có 7, chúng ta hạ xuống nhưng do nhớ 1 là 7 cộng 1 bằng 8, chúng ta viết 8. Tiếp tục chúng ta sẽ hạ 1 xuống. Và cuối cùng chúng ta sẽ hạ chữ số 1 còn lại xuống. Như vậy, kết quả của phép nhân 235 nhân với 503 bằng 118.205. Tiếp theo, chúng ta sẽ thực hiện phép nhân thứ hai là 307 nhân với 653. Thì đầu tiên, chúng ta cũng cần phải đặt phép tính. Sau khi đặt phép tính xong, chúng ta sẽ thực hiện phép nhân như sau. Đầu tiên, chúng ta lấy chữ số hàng đơn vị của thừa số phía dưới, cụ thể ở đây là 3. Chúng ta cũng nhân lần lượt với các chữ số của thừa số ở phía trên. Chúng ta nhân lần lượt theo thứ tự từ phải sang trái. Bắt đầu là 3 nhân với 7, sau đó 3 nhân với 0 và cuối cùng là 3 nhân với 3. Thì đầu tiên 3 nhân 7 bằng 21. Chúng ta viết 1 nhớ 2. Tiếp theo 3 nhân 0 bằng 0. Nhớ 2 nữa là 0 cộng 2 bằng 2, chúng ta viết 2. Tiếp tục 3 nhân 3 bằng 9, chúng ta viết 9. Chúng ta nhớ là trong khi viết kết quả thì các chữ số ở hàng nào thì phải thẳng cột với nhau. Ví dụ 1 phải thẳng cột với các chữ số ở hàng đơn vị, và 2 phải thẳng cột với các chữ số ở hàng chục, và 9 phải thẳng cột với các chữ số ở hàng trăm. Tiếp theo, chúng ta lấy chữ số thứ hai của thừa số phía dưới. Tức là chúng ta lấy chữ số ở hàng chục, cụ thể ở đây là 5. Chúng ta lấy 5 nhân lần lượt với các chữ số của thừa số ở phía trên. Chúng ta cũng nhân lần lượt theo thứ tự từ phải sang trái. Đầu tiên là 5 nhân với 7, sau đó là 3, 5 nhân với 0 và tiếp tục là 5 nhân với 3. Thì 5 nhân 7 bằng 35. Chúng ta viết 5 nhớ 3. Nhưng chúng ta viết số 5 này thụt vào một cột so với tích riêng thứ nhất. Tiếp tục 5 nhân 0 bằng 0. Nhớ 3 nữa là 0 cộng 3 bằng 3, chúng ta viết 3. Tiếp tục, ta có 5 nhân 3 bằng 15, chúng ta viết 15. Tiếp theo, chúng ta sẽ lấy chữ số thứ 3 từ phải sang trái của thừa số phía dưới. Cụ thể ở đây là 6. Chúng ta lấy 6 nhân lần lượt với các chữ số của thừa số ở phía trên. Chúng ta cũng nhân lần lượt theo thứ tự từ phải sang trái. Đầu tiên là 6 nhân 7. 6 nhân 7 bằng 42. Chúng ta viết 2 nhớ 4. Nhưng chúng ta lưu ý rằng chúng ta viết 2 sẽ thụt vào một cột so với tích riêng thứ hai. Thụt vào một cột so với tích riêng thứ hai và thụt vào hai cột so với tích riêng thứ nhất. Thì 6 nhân 7 bằng 42, viết 2 nhớ 4. 6 nhân 0 bằng 0, nhớ 4 nữa là 0 cộng 4 bằng 4, chúng ta viết 4. Và cuối cùng, chúng ta có 6 nhân 3 bằng 18, chúng ta viết 18. Việc còn lại của chúng ta bây giờ là sẽ cộng 3 tích riêng lại với nhau. Đầu tiên, chúng ta sẽ hạ chữ số 1 xuống. Tiếp theo là ta lấy 2 cộng 5 bằng 7. Chúng ta viết 7. Tiếp tục, ta lấy 9 cộng 3 bằng 12. 12 cộng với 2 bằng 14. Chúng ta viết 4 nhớ 1.
Tiếp tục, ta có 5 cộng 4 bằng 9, nhớ 1 nữa là 9 cộng 1 bằng 10. Chúng ta viết 0 nhớ 1. Tiếp theo ta có 1 cộng 8 bằng 9, nhớ 1 nữa là 9 cộng 1 bằng 10. Chúng ta cũng viết 0 nhớ 1. Và cuối cùng là 1, chúng ta hạ xuống, nhưng do nhớ 1 nữa là 1 cộng 1 bằng 2, chúng ta viết 2. Như vậy, kết quả cuối cùng của phép nhân 307 nhân với 653 bằng 200.471. Như vậy, chúng ta đã làm xong bài tập số 1. Tiếp theo, chúng ta làm bài tập số 2. Bài tập số 2 có nội dung như sau. Người ta yêu cầu chúng ta đúng thì ghi là D và sai thì ghi là S. Cụ thể ở đây, trong bài tập số 2 này có 4 câu A, B, C, D tương ứng với 4 phép tính người ta thực hiện, thì chúng ta kiểm tra xem phép tính nào người ta đã thực hiện đúng và phép tính nào người ta đã thực hiện sai. Nếu đúng thì chúng ta ghi là D và sai thì chúng ta ghi là S. Thì đầu tiên, câu A, chúng ta cần phải kiểm tra lại phép tính 546 nhân với 302 xem trong quá trình thực hiện phép tính có đúng hay không. Thì đầu tiên chúng ta quan sát, người ta cũng lấy chữ số ở hàng đơn vị của thừa số phía dưới là 2 cũng nhân lần lượt với các chữ số của thừa số ở phía trên, người ta cũng nhân lần lượt theo thứ tự từ phải sang trái. Đầu tiên là 2 nhân với 6, sau đó là 2 nhân với 4 và cuối cùng là 2 nhân với 5. Thì 2 nhân 6 bằng 12, người ta viết 2 nhớ 1. 2 nhân 4 bằng 8, nhớ 1 nữa là 8 cộng 1 bằng 9, người ta cũng viết 9. Và cuối cùng 2 nhân 5 bằng 10, người ta viết 10. Tiếp theo đến chữ số thứ 2 của thừa số phía dưới, người ta cũng lấy 0 nhân lần lượt với các chữ số của thừa số ở phía trên. Nhưng do ở đây 0 nhân với bất kỳ số nào thì kết quả của nó cũng bằng 0. Cho nên họ bỏ qua tích riêng thứ 2 và họ sẽ thực hiện tiếp tích riêng thứ 3, tức là lấy chữ số cuối cùng của thừa số phía dưới là 3 cũng nhân lần lượt với các chữ số của thừa số ở phía trên. Người ta cũng nhân lần lượt theo thứ tự từ phải sang trái. Đầu tiên là 3 nhân 6 bằng 18, người ta viết 8 nhân 1. Nhưng chúng ta chú ý rằng đáng nhẽ ra số 8 phải viết thụt vào hai cột so với tích riêng thứ nhất. Tại sao phải thụt vào hai cột? Bởi vì người ta đã bỏ qua tích riêng thứ hai, thì như đã trình bày ở bài tập 1, thì khi thực hiện tích riêng thứ ba mà bỏ qua tích riêng thứ hai thì chúng ta sẽ viết chữ số đầu tiên thụt vào hai cột so với tích riêng thứ nhất. Mà ở đây họ viết số 8 không thụt vào cột nào cả. Như vậy, đến bước này phép tính đã thực hiện sai. Do đó, chúng ta sẽ điền là S. Sang câu B. Cũng với phép tính 546 nhân với 302 và chúng ta quan sát so sánh với câu A, thì đến bước được tích riêng thứ nhất là 1092. Như vậy là đúng. Và họ cũng bỏ qua tích riêng thứ hai. Họ thực hiện tích riêng thứ ba, 3 nhân 6 bằng 18, viết 8 nhớ 1. Thì họ viết số 8 này chỉ thụt vào một cột so với tích riêng thứ nhất. Như vậy, đến bước này họ cũng đã thực hiện sai. Cho nên câu B chúng ta sẽ điền vào ô trống là S. Sang câu C. Cũng với phép tính 546 nhân 302 thì chúng ta quan sát, khi họ thực hiện tích riêng thứ nhất là bằng 1092 thì đến đây là đã họ thực hiện đúng. Tiếp theo, họ bỏ qua tích riêng thứ hai do chữ số thứ hai của thừa số phía dưới bằng 0. Và họ tiếp tục thực hiện tích riêng thứ ba bằng cách lấy 3 nhân lần lượt với các chữ số của thừa số ở phía trên. Họ cũng nhân lần lượt theo thứ tự từ phải sang trái. Bắt đầu là 3 nhân 6 bằng 18, viết 8 nhớ 1. Và ở đây họ cũng viết số 8 thụt vào hai cột
so với tích dương thứ nhất. Cho nên đến bước này, tạm thời họ đã thực hiện đúng. 3 x 6 bằng 18, viết 8 x 1, 3 x 4 bằng 12, nhớ 1 nữa là 12 cộng 1 bằng 13, viết 3 x 1. 3 x 5 bằng 15, nhớ 1 nữa là 15 cộng 1 bằng 16, viết 16. Như vậy, đến bước này họ cũng đã thực hiện đúng. Tiếp theo là họ cần phải cộng hai tích riêng lại với nhau. Và đầu tiên, họ hạ chữ số 2 xuống. Tiếp tục, họ hạ chữ số 9 xuống. Tiếp theo là 0 cộng 8 bằng 8, viết 8. 1 cộng 3 bằng 4, viết 4. Và số 6, người ta cũng hạ xuống. Số 1, người ta cũng hạ xuống. Như vậy, kết quả cuối cùng của phép nhân 546 x 302 bằng 164.892. Thì đến đây, chúng ta thấy họ thực hiện phép tính từ đầu đến cuối hoàn toàn đúng. Chúng ta sẽ ghi là chữ D. Tiếp tục sang câu D. Vẫn là phép tính 546 x 302. Thì chúng ta quan sát họ thực hiện tích riêng thứ nhất là 1092. Như vậy là đến bước này tạm thời họ đã thực hiện đúng. Tiếp theo, người ta cũng bỏ qua tích riêng thứ hai. Người ta bỏ qua tích riêng thứ hai bởi vì chữ số ở hàng chục, tức là chữ số thứ hai của thừa số phía dưới bằng 0. Và kế đến họ thực hiện tích riêng thứ ba. Và khi thực hiện tích riêng thứ ba, người ta cũng lấy số 3 này nhân lần lượt với các chữ số của thừa số ở phía trên. Và cụ thể, đầu tiên là 3 x 6 bằng 18, viết 8 x 1. Thì khi viết 8, họ lại viết thụt vào 3 cột so với tích riêng thứ nhất. Như vậy, đến bước này họ đã thực hiện sai. Cho nên chúng ta sẽ điền S vào ô trống. Tiếp theo chúng ta sẽ làm bài tập số 3. Viết chữ số thích hợp vào ô trống. Thì ở đây người ta cho phép nhân và người ta đã đặt tính sẵn. Người ta yêu cầu chúng ta viết những chữ số còn thiếu vào ô trống. Thì để tìm được những chữ số còn thiếu thì chúng ta sẽ tiến hành việc thực hiện phép nhân. Thì chúng ta sẽ tiến hành việc thực hiện phép nhân như sau. Đầu tiên chúng ta cũng lấy chữ số ở hàng đơn vị của thừa số phía dưới, và cụ thể ở đây là 3. Chúng ta nhân lần lượt với các chữ số của thừa số ở phía trên. Chúng ta cũng nhân lần lượt theo thứ tự từ phải sang trái. Đầu tiên là 3 x 4, sau đó là 3 x 2 và cuối cùng là 3 x ô trống. Thì 3 x 4 bằng 12, chúng ta sẽ viết 2 nhớ 1. Do đó ô trống đầu tiên của tích riêng thứ nhất sẽ là 2. 3 x 4 bằng 12, viết 2 nhớ 1. Tiếp theo 3 x 2 bằng 6, nhớ 1 nữa là 6 cộng 1 bằng 7, chúng ta viết 7. Như vậy ô trống tiếp theo sẽ bằng 7. Và cuối cùng 3 nhân với ô trống, ô trống là bao nhiêu để 3 nhân với ô trống bằng 3. Như vậy chỉ có thể là ô trống bằng 1. Do đó 3 x 1 sẽ là 3, viết 3. Tiếp theo, chúng ta quan sát. Ở đây, tích riêng tiếp theo, người ta viết thụt vào 2 cột so với tích riêng thứ nhất. Thì tích riêng tiếp theo này, chúng ta có thể đoán được đó là tích riêng thứ 3. Bởi vì sao? Bởi vì người ta đã bỏ qua tích riêng thứ 2. Nếu thụt vào 1 cột so với tích riêng thứ nhất, thì chúng ta với khẳng định tích riêng thứ 2 này, tích riêng tiếp theo này là tích riêng thứ hai. Nhưng ở đây tích riêng tiếp theo người ta viết thụt vào 2 cột so với tích riêng thứ nhất. Vì vậy chúng ta có thể khẳng định tích riêng tiếp theo này sẽ là tích riêng thứ ba, và họ đã bỏ qua tích riêng thứ hai. Và căn cứ vào điều này, họ bỏ qua tích riêng thứ hai, điều đó có nghĩa là chữ số tiếp theo của thừa số phía dưới sẽ bằng 0. Thì tại sao bằng 0? Thì tôi đã trình bày ở các phép tính trước rồi. Bởi vì 0 nhân với bất cứ số nào thì kết quả của nó cũng bằng 0.
cho nên người ta đã bỏ qua tích riêng thứ hai và để xử lý tiếp ở tích riêng thứ ba bằng cách chữ số đầu tiên của tích riêng thứ ba người ta sẽ thụt vào hai cột so với tích riêng thứ nhất. Vậy bây giờ chúng ta sẽ thực hiện phép tính tiếp tục bằng cách lấy chữ số còn lại của thừa số phía dưới là 1 nhân lần lượt với các chữ số của thừa số ở phía trên. Thì đầu tiên ta lấy 1 nhân với 4, sau đó lấy 1 nhân với 2 và cuối cùng lấy 1 nhân với 1. Thì 1 nhân 4 bằng 4, chúng ta viết 4. 1 nhân 2 bằng 2, chúng ta viết 2. Và 1 nhân 1 bằng 1 thì chúng ta sẽ viết 1. Vậy ô trống còn lại của tích riêng thứ 3 sẽ là 1. Bây giờ sau khi thực hiện xong các tích riêng thì chúng ta sẽ cộng các kết quả trên lại với nhau. Đầu tiên chúng ta sẽ hạ 2 xuống. Chúng ta viết 2. Tiếp theo chúng ta cũng hạ 7 xuống. Chúng ta viết 7. Tiếp tục ta có 3 cộng 4. 3 cộng 4 bằng 7, chúng ta viết 7. Tiếp theo người ta cũng hạ số 2 xuống. Và cuối cùng người ta hạ số 1 xuống. Như vậy, ở đây chúng ta sẽ có 124 nhân với 103 và kết quả cuối cùng bằng 12.772. Tiếp theo chúng ta sẽ làm bài tập số 4. Bài tập số 4 người ta yêu cầu chúng ta thực hiện như sau. Tính diện tích của khu đất hình chữ nhật. Nhớ đây là khu đất hình chữ nhật. Có chiều dài là 125m và chiều rộng là 105m. Thì chúng ta đã biết cách tính diện tích của hình chữ nhật. Diện tích của hình chữ nhật bằng chiều dài nhân với chiều rộng. Nhưng nhớ chiều dài và chiều rộng phải cùng đơn vị đo. Nếu không cùng đơn vị đo thì chúng ta phải đổi ra cho chúng cùng đơn vị đo với nhau. Và cụ thể ở đây chiều dài và chiều rộng cùng đơn vị đo là mét. Cho nên chúng ta chỉ việc thực hiện tính diện tích bằng chữ nhật bằng cách lấy chiều dài là 125 nhân với chiều rộng là 105. Thì 125 nhân với 105 kết quả bằng bao nhiêu? Chúng ta sẽ thực hiện như sau. 125 nhân với 105 kết quả bằng bao nhiêu? Đầu tiên ta cũng lấy chữ số ở hàng đơn vị của thừa số phía dưới là 5 nhân lần lượt với các chữ số của thừa số phía trên. Chúng ta cũng nhân lần lượt theo thứ tự từ phải sang trái. Bắt đầu là 5 nhân với 5 bằng 25, viết 5 nhân 2. Tiếp theo là 5 nhân 2 bằng 10. Nhớ 2 nữa là 10 cộng 2 bằng 12, viết 2 nhân 1. Và cuối cùng là 5 nhân 1 bằng 5. Nhớ 1 nữa là 5 cộng 1 bằng 6, chúng ta viết 6. Tiếp theo, chúng ta lấy chữ số thứ hai của thừa số phía dưới. Nhưng chữ số thứ hai của thừa số phía dưới ở đây là 0. Thì theo cách trình bày ở các phép tính trên thì chúng ta cũng bỏ qua tích riêng thứ hai và chúng ta sẽ xử lý sau. Tiếp tục, ta lấy chữ số thứ ba là chữ số còn lại của thừa số ở phía dưới là 1. Chúng ta cũng nhân lần lượt với các chữ số của thừa số ở phía trên. Và chúng ta cũng nhân lần lượt theo thứ tự từ phải sang trái. Đầu tiên là 1 nhân với 5, sau đó là 1 nhân với 2 và cuối cùng là 1 nhân với 1. Thì đầu tiên 1 nhân 5 bằng 5. Chúng ta viết 5 nhưng thụt vào hai cột so với tích riêng thứ nhất bởi vì chúng ta đã bỏ qua tích riêng thứ hai. Tiếp theo ta có 1 nhân 2 bằng 2, chúng ta viết 2. Cuối cùng ta có 1 nhân 1 bằng 1, chúng ta viết 1. Và bây giờ chúng ta chỉ việc cộng hai kết quả trên lại với nhau. Đầu tiên chúng ta sẽ hạ 5 xuống. Tiếp theo chúng ta cũng hạ số 2 xuống.
Tiếp tục ta có 6 cộng với 5 bằng 11, chúng ta viết 1 nhớ 1. Tiếp theo ta hạ 2 xuống, nhưng do nhớ 1 là 2 cộng 1 bằng 3, chúng ta viết 3. Và cuối cùng chúng ta sẽ hạ 1 xuống. Như vậy, kết quả của phép nhân 125 nhân lên 105 sẽ bằng 13.125. Hay nói cách khác, diện tích của khu đất hình chữ nhật sẽ bằng 13.125. Và đơn vị ở đây là mét vuông. Như vậy chúng ta sẽ giải chi tiết bài toán như sau. Chúng ta sẽ có diện tích khu đất hình chữ nhật là, ta lấy chiều dài là 125m nhân với chiều rộng là 105m. Kết quả chúng ta tính được bằng 13.125. 13.125 mét vuông. Và chúng ta có đáp số là 13.125 mét vuông. Thì bài tập số 4 chúng ta đã làm xong. Thì video này xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bấm vào nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh nếu các em chưa đăng ký kênh để theo dõi các video mới nhất của kênh Học Toán Online. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở video sau.